Tiếp theo xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ván cờ vô cùng hay giữa Kỳ Vương Vu Âu Hoa và Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa, một ván đấu với cạm bẫy lừa tình phế xe bỏ mã vô cùng mãn nhãn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ván cờ này. Tiếp theo xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với giải vô địch Trung Hoa năm 2002 để cùng chứng kiến một ván cờ vô cùng hay giữa lão nông Trình Tân Siêu và Tống Quốc Cường với lối đánh biến hóa quỷ dị. Đây được coi là một ván cờ quỷ thủ thần công Ferret sinh trên toàn bàn cờ. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức kiệt tác này. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ván cờ vô cùng hay giữa Kỳ Thánh Lý Lai Quần và Ma Kỳ Dương Quang Lân với đòn đánh sở trường song pháo quá hà của Ma Kỳ kiêm thần pháo. Liệu Kỳ Thánh Lý Lai Quần có thể chống đỡ lại được độc chiêu này hay không? Chúng ta cùng thưởng thức ván cờ để biết được ai sẽ là người chiến thắng sau cùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với giải Ôn Lĩnh Bôi 2022, một ván cờ vô cùng hay tại vòng 4 khi Uông Dương đại chiến Triệu Kim Thành với từ kỹ phế mã đạp tượng vô cùng hay của thần cờ Liễu Đại Hoa. Liệu đệ tử của ông là Uông Dương có thể vận dụng thành công để vượt qua vòng đấu khó khăn này không? Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một kiệt tác tại giải vô địch cờ tướng Trung Hoa năm 1985. Ván cờ được đánh ra bởi Tần Đông Bắc Hổ Vương Gia Lương của Hắc Long Giang và Hữu Dũng đội Hồ Bắc. Một ván đấu điển hình vô cùng hay với một đòn sát cuộc rợn tóc gáy người xem. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức kiệt tác này.